Đúng rồi, cô đốc viên hôm nay cũng làm clip cho anh em xem vui. Thì cũng lại nói về cái con thố mà vừa rồi có ông anh ông để hồi lại cho mình đó. Thì hôm nay thì nó cũng để làm mấy cái video lên lên rồi. Thì hôm trước cách đây mấy hôm á, mình đã nuôi nó cho nó bóng bẫy lại á, thì sau một thời gian mà ông anh ông đưa lại cho mình đó, thì anh em thấy không, thì nó chỉ đơn giản thôi, mình cũng cho ăn uống cũng lúa cơ, rồi nó lông nó bị xúc trong quá trình chuyển từ mình xuống Bình Phước á, thì nó cũng để tia tua lông. Thì vừa mình phải cho ăn mè thêm nữa, để ăn như là ăn nha anh em. Thì đến hôm nay anh em thấy con chim luôn, nó bóng rộng luôn. Mình chỉ là lúa rồi cơ mè á, mình cộng chung queo anh em à. Đây nè, đó, phải ăn gì phải ăn nha anh em. Thì cách nay hai hôm mình có sen vào trong cái lồng nhữ rồi, đỡ mình đi móc ra rừng rồi. Thì con này nó ham rừng lắm nha anh em, thì con ở nhà nó thương, nó không ít ghế lắm, khi anh em bảo trong nhà cả ngày là cũng không có ghế đâu. Thì mình sen ra đi nó quẳng ghế, rồi thấy chim nó quẳng rút, thì rút mà tiếng nó như thế nào thì mình có quay video riêng. Thì có một ông anh ở trên Đà Lạt á, về để chốt rồi, chuyển tiền rất là nhanh. Thì sáng hôm nay mình bắt đầu, mình cũng để chuẩn bị cái lông rồi nha anh em, chuẩn bị cái lông mà bỏ đồ ăn đồ vào hết rồi. Thì đỡ tầm khoảng cỡ 9 giờ kém á thì mình mới gửi. Thì ông nói ông bỏ lâu rồi, ông không có chơi nữa, thì giờ ông tìm một con á cho nó đẹp, rồi cho nó đúng là ba bối, vừa ông nuôi ông chơi cho con. Ông đã bỏ lâu rồi nhưng mà gặp con chim này ông thích quá đi. Thì anh em cũng kết bạn Zalo á, thì nói chuyện đôi ba lời bằng video thay mặt vậy nha anh em. Thì ổng để tin tưởng mình, cũng không có ngại que chạm là anh em mua rồi không có gáy trẻ lại mình, ổng không quan trọng nha anh em. Thì chủ yếu là ổng sẽ từ từ ổng đào tạo lên ông chơi. Thì ra rừng nó để rút bổi, nó rút bổi rất là hay, mình cũng lấy cái clip đó mình chuyển qua Zalo cho ổng rồi. Thì ông nó cũng không quan trọng, chủ yếu là mình theo dõi lâu rồi thì ông hiểu mình hơn rồi, ông cũng không quan trọng. Thì anh em xem nó lại một lần nữa, anh em thấy không, rất là đẹp nha anh em. Cái clip mà cách đây khoảng cỡ gần nửa tháng á thì mình nhận lại á, con chim nó không được dày đâu anh em à, nhưng mà đây anh em thấy không, còn đẹp hơn nữa, nói chung là nó sẽ đẹp hơn nữa nha anh em. Và dài cặp cánh vót lên ở trên, gọi là cặp cánh ghép trên lưng á, cặp chân thì thôi anh em miệng ba, cặp chân nó thì nó khô như cái chân con gà chết vậy nha anh em. Đó anh em thấy không, đây là ba cánh nè anh em à. Còn vàng cườm thì độc đáo, không có keo mà đóng giặt khăn á, gọi là giặt áo á anh em, cườm rất là hiếm nha anh em. Nói chung là khi anh em đi chơi giao lưu đỡ con chim này là đã thành rồi á, thì anh em ngồi lại với nhau hạ thổ phơi nắng những lúc ở trên rừng á, thì mình đảm bảo với anh em là khi mở cái mặt quy ra anh em nhìn là phải ngước nhìn cái con chim này.
Còn tiên thổ nó thì mình nói cho tiên giống nó thì vẫn thổ khoe bình thường, anh em có thể nghe vẫn gặp bình thường. Thì mình không nói dám nói tiên giống nó là nhất, nhưng mà riêng tâm thúc và âm của quần chim này mình đảm bảo với anh em là khi nó mà ở khu rừng đã chơi á, anh em ngồi á thì anh em kém nhận á, anh em mà phơ được, mà kém giác được nha anh em. Rồi thì mình chúc anh đặng con chim này rồi, thì giờ chúng 9 giờ mình gửi thì tầm cỡ 2 rưỡi, bây giờ chiều là cả mặt ở trên Đà Lạt thôi. Thì về cái video này anh đã nhìn nhận được con chim này, anh chốt anh đã chuyển tiền rồi á, thì mình cũng gửi nó đến anh về, cũng chúc anh á là cố gắng đào tạo nó lên, rồi anh chơi để làm bài bói nha anh em. Rồi chào anh em. Rồi có gì vừa đó anh cố gắng đào tạo lên nữa anh chơi.